Hello, xin chào anh em nha. Chúng tất cả anh em đến với channel của mình thì hôm nay mình sẽ sang FBD server F155 của bạn bé dâu chơi với anh em, người anh em bé dâu thôi. Con áo của bạn ấy VIP 12 rồi anh em này. Hôm nay bạn ấy nhờ mình nâng cấp một số con tướng lên. Test thử qua sức mạnh cho anh em xem. Thì team của bạn ấy VIP 12 thì sẽ chơi team quốc dân của VIP 12 thôi. Có hai con bư, một con Zaco và con Goten và con Akiza đam chính. Server F155 như này là khá mới anh em này. Bây giờ là chưa có hồn đỏ free thì cái việc nâng cấp mấy con tướng SS này lên sao được, phải là cực kỳ khó. Ở đây thì bạn hãy đủ phút rồi này, bạn hãy đủ phút cho mình nâng cấp luôn. Thế thì mình nâng cấp thôi, còn chờ đợi gì nữa. Con Majin Buu tà ác này là một con tướng cực kỳ xịn đấy anh em ạ. Nó cứng, chơi được từ đầu game cho đến late game luôn khi anh em đặt cái anh cấp độ ở VIP 12 nha. Cũng lên được khá khá rồi. Khá khá trên được, bây giờ mình test thử luôn. Lên được 1,7 phút rồi này. Đang kẹt lại Piccolo à? Thôi đi đánh đánh nhau đi. Đang top 2 à, ăn được ông six player rồi, ăn được ông six player. Thì ông six player này chơi Vegeta đỏ anh em ơi, chơi Vegeta đỏ à? Đâu không phải, vẫn cũng chơi Frieza nhưng giống như team mình, giống y xì phọt mình luôn. Cũng có hai con đỏ à, mình có ba con đỏ, mình có cả Goten đỏ nữa. Tụi bạn chỉ có Kid Buu và Zaco đỏ thôi, tụi mình bây giờ lên như này là ổn hơn tụi bạn rồi. Sự game thì cũng quanh đi quẩn lại có mấy cái tính năng này thôi à, không có cái team gì mới lạ để cho anh em chơi tham khảo. Cảm giác chơi game nó hơi nhạt anh em ạ. Không biết là có anh em nào nuôi Gogeta không nhỉ? Cái đợt này mà có con tướng Gogeta thành tướng quốc dân xứ rồi ấy, là sự kiện cái vòng quay mùa xuân, mình thấy tỷ lệ anh em ra Gogeta nhiều lắm. Anh em ví dụ chơi Gogeta thì anh em nên kẹp lên một con tướng sát thương hàng trước giống như con Beerus thì sẽ hợp hơn. Nhiều anh em cứ kẹp Gogeta với Android 17 mình thấy không hiệu quả đâu. Kẹp Gogeta với Beerus đi, kẹp Gogeta với Beerus hoặc với Zanem 3 cũng được đấy. Zanem 3 với Gogeta, hai con đánh chiến được. Không thì anh em chơi cu đỏ thì cũng phải cần có Beerus kích riêng đúng không nhỉ? Mình nhớ không nhầm, cu đỏ cũng cần bi rất kích duyên ấy, nên cứ lấy Gogeta về. Không thì thích thì anh em chơi hẳn Gogeta với ve đỏ cũng được, mình thấy Gogeta chơi ve đỏ cũng được anh em ạ. Tại vì mấy ông ấy thường là xếp vị trí không không được bỏ qua miệt thị của Gogeta nhé. Miệt thị của Gogeta thì ve đỏ nó sẽ không đá vào slot đầu.
anh em ạ. Mấy server sau người ta cũng biết 14 nhiều này mà. Cụm này là cụm nào nhỉ? Cụm hành tinh Namek bot 4 số 9, chắc nhà buôn vàng rồi, hack game F161 này. À, mình biết anh hack game này rồi anh em. Anh hack game này có một cái drama bên Gosu đây, bên Gosu cứ trừ tiền Gosu, tiêu Gosu trong tài khoản của anh hack game này đây. Mà mãi chưa được giải quyết. Nên cũng khá là bực. Anh hack game. Kakaroto. Cụm sau thì có 1-2 người đứng tốt anh em ạ. Cụm sau nào cũng ít đi hơn nhiều so với những cụm trước rồi. Phải đăng VIP 12, tiện mình soi luôn thẻ. Đa phần là VIP 12, VIP 12, có cả VIP 9 cũng lên được một lần vô địch này. Đấy, những cái cụm đầu là cụm khu đấu Vegeta, tiếp theo là khu đấu hành tinh Yadrat. Cụm thứ ba chắc là từ những cái F155 đổ lên đến S200. Chắc cụm này tương lai là cụm S200 đến 250, cụm này là cụm cuối cùng đây. Đấu thần giới Kaio chắc là cụm 300. Càng về sau thì người chơi nạp tiền càng ít đi. Bên này có VIP 15 nhiều này. Bên này thì toàn VIP 18, VIP 16 thôi. Bên này VIP 18, VIP 16 cực nhiều chứ không phải là dạng nhiều bình thường nữa cơ. Ngáo game. Cụ tạ. Hay. Nên là cái tầm mà F155 đổ lên là sẽ là cái hành tinh thứ ba này thì mình thấy con ác này là chơi được anh em rất ổn. VIP 12 chơi rất ổn luôn. Tương lai chắc chắn là sẽ mạnh thôi. Vị trí này là vị trí chắc kèo, vị trí chắc kèo top top 2 rồi, còn lên top 3 để ăn được con Vegito này thì sẽ là một cái vấn đề rất lớn. Trừ khi bạn ấy nghỉ chơi một thời gian thì mình sẽ leo lên được ấy. Còn không khi ra mà muốn ăn Vegito tầm này nó vẫn chưa được. Vegito người ta có cả Cuba để kẹp cho cơ mà. Hơi khó nhỉ. Hơi khó. Chiến lược của mình hơn thì mới ra đè tài nguyên ăn được đấy. Không tầm này hơi khó. Nên thôi anh em ạ, có lẽ thời lượng video của mình đến đây là hết thôi. Bye bye và hẹn gặp lại anh em vào những clip sau nha. Bye bye. Anh em nào có chơi Gogeta đạp chính, không cần mình review thì chơi vì đam mê nha, mình nghĩ tầm này chơi Gogeta đam chính chắc là thoát. Thì cho mình vận áp nha. Bye bye anh em, để mình test thử xem sức mạnh chơi Gogeta đam chính nó có bị thoát hơn so với team Freeza nhiều hay không. Cùng một cái lượng tài nguyên, cùng một cái lượng sức mạnh, thời gian đầu tư và anh em có thể đạt được vị trí top cao không. Mình nghĩ công thức chắc nó vẫn chỉ là Freeza thôi. Chiến binh Freeza, chiến binh Freeza tối thượng luôn luôn là một cái còn bài mà đến sự thành công cho anh em. Hay à, ngà người chơi Freeza chờ đón tương lai sắp tới, vòng quay mùa xuân sẽ xuất hiện những con tướng xịn sò đây. Bạn ấy quay 50 lần, bạn ấy quay 50 lần không ra được con gì. Thôi bye bye và hẹn gặp lại anh em nha. Bye bye.